Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel. Thì hôm nay mình vẫn tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái mẫu trộn sung mình làm đó giờ nha các bạn. Đây là trộn sung của 4 transistor nha các bạn. Với loại trộn sung relay nha các bạn. Đây là trộn sung relay. Để mình quay cho các bạn xem. Đây là các cái trộn sung mình làm sẵn cho tất cả anh em mà gắn vô kích cơ nha các anh em. Thì các anh em điện thoại là có hàng sẵn luôn á, tại vì mình cho anh em tin tưởng đặt nhiều thì anh em nên mình sẽ làm nhiều sẵn cho anh em. Mấy anh em đặt sẵn là có sẵn nha các bạn. Mấy anh em alo nhắn tin địa chỉ là có sẵn luôn nha, mình sẽ gửi liền cho mấy anh em. Thì mình nói lại cái mức giá nó trộn sung rồi đây thì 50.000 nha các anh em. Còn trộn sung mà 4 transistor này các bạn, 4 sợi nha, 4 transistor nha anh em là 60.000. Thì phí ship bên anh em chịu nha. Thì hổm có đợt sau Tết này anh em đặt nhiều quá em làm không kịp, nên sau này hôm nay vẫn giảng ra em làm nhiều cho mấy anh em nè. Mấy anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin số điện thoại trên màn hình hoặc Zalo, số Facebook gì một số trên màn hình nha anh em. Anh em có nhu cầu thì nhắn tin. Rồi chúc anh em đánh bắt cá hiệu quả. Thì cái này dành cho kích cơ nha các anh em. Kích cơ rất là dễ gắn được cho E chung và C chung luôn nha. Thí dụ mấy anh em nào muốn mua về mà có cái sơ đồ hoặc cái hướng dẫn ghi thì mình sẽ ghi cho mấy anh em luôn. Còn mấy anh em nào biết gắn rồi thì mình khỏi ghi. Hoặc mấy anh em về mấy anh em gắn, mình sẽ gửi một cái clip hướng dẫn cho các anh em E chung hay C chung để anh em gắn. Có gì mấy anh em liên hệ mình sẽ hướng dẫn gắn, này có dễ gắn luôn nha anh em. Rồi mình có hai loại như vậy, thì mấy anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn.